Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang đứng ở cảng Phan Thiết của Bình Thuận nha các bạn. Thì mình có một chuyến đi công tác ra đảo Phú Quý là khoảng 3 ngày và bây giờ là đang chờ tàu nè các bạn. Bây giờ là 9 giờ thì còn một tiếng nữa là 10 giờ là tàu sẽ chạy đó các bạn. Tàu sẽ xuất bến từ Phan Thiết đi Phú Quý. Thì lúc nãy có đi dạo mình có thấy một cái cây thuốc cũng rất là hay luôn. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Cái cây thuốc này thì nó mọc rất là nhiều ở những vùng nông thôn ấy. Thì mình nghĩ là chắc sẽ có nhiều bạn là sẽ biết được cái cây thuốc này. Đây này các bạn. Bây giờ là mình sẽ đi tới mình quay cho các bạn xem cái cây này là cây gì nha. Và cái công dụng của nó như thế nào nha các bạn. Nhìn xa xa thì các bạn sẽ thấy là lá của nó sẽ rất là giống cây bông nha. Nhưng mà cây này không phải cây bông nha các bạn. Đây các bạn nhìn kỹ nè. Cái cây này gọi là cây cối xay nha các bạn. Thì do mình đang ở gần biển với lại mấy hôm nay là nó có bão cho nên là gió rất là mạnh luôn các bạn. Cây cối xay thì nó có rất là nhiều tên gọi khác nhau các bạn. Có một số tên như là cây đắng xay này, hay là kim hoa thảo, ma mảnh thảo, nhĩ hương thảo, hoặc là huỳnh ma nha các bạn. Và nó thường được dân gian dùng để trị một số bệnh về đường tiết niệu như là sỏi này các bạn. Sỏi này, sỏi thận, hoặc là tiểu buốt, tiểu rắc này. Rồi một số bệnh về xương khớp nữa các bạn nha. Đây các bạn nhìn cái thân của nó nè. Thì cái cây cối xay á, toàn thân và nói chung là toàn thân nè, rồi quả nè, rồi lá đều có lớp lông mịn bao phủ nha các bạn. Đây cái quả này các bạn. Các bạn thấy cái quả nó rất là đặc biệt, nó hình như là cái cối vậy các bạn. Đây, còn bên trong của nó là nó sẽ có rất là nhiều hạt nha các bạn. Có những cái hạt nhỏ li ti màu trắng các bạn. Các bạn sẽ thấy có một điều đặc biệt là cái cây cối xay á, thì toàn thân của nó là nó sẽ có lông bao phủ nha các bạn. Như là ở quả này các bạn. Các bạn nhìn kỹ cái quả mình hái á, nó có một cái lớp lông mịn. Lớp lông mịn nó bao phủ xung quanh luôn. Đó, rồi cái lá nữa. Lá của nó nè, rồi cái thân của nó nữa cũng có lớp lông mịn bao phủ luôn các bạn nha. Cái quả mà các bạn nhìn thấy đây á, là cái quả còn xanh, còn sống nha. Còn đây nè các bạn, cái quả mà nó đã chín đã già này các bạn, nó sẽ màu đen nha, màu đen và nó sẽ khô lại. Đây các bạn, mình tách ra cho các bạn xem này. Đó, bên trong là nó có những cây tép, những cái tép nhỏ nhỏ vậy đó các bạn. Cái quả này thì được dùng để trị bệnh cũng rất là hay luôn các bạn. Các bạn có thể dùng khô cũng được mà dùng tươi cũng được luôn các bạn nha. Còn đây là hoa này các bạn. Cái hoa của cây cối xay thì nó sẽ có màu vàng nghệ nha các bạn. Và nó sẽ mọc từ cái nách lá mọc ra. Thì đây là hoa chưa nở nha. Cái hoa này nó chưa nở. Và khi mà các bạn thấy hoa nó nở ra, nó sẽ có một cái chùm nhị ở bên trong. Thì cái chùm nhị đó nó cũng màu vàng luôn nha. Cũng là màu vàng nghệ luôn các bạn. Đây các bạn nhìn kỹ cái thân của nó nè. Lúc nãy mình quay cái đọt á. Cái đọt nó sẽ có màu xanh. Nhưng mà cái thân mà nó đi xuống nó hơi già thì nó sẽ chuyển sang cái màu nó tím tím nha các bạn. Màu hơi tím nhẹ. Cây cối xay thì chắc là nó sẽ xa lạ với những bạn nào mà sống ở thành phố. Còn những bạn mà sống ở vùng nông thôn ấy, thì chắc là sẽ biết nó cây này nó mọc rất là nhiều ở những cái bờ rào này các bạn. Bờ rào hay là nương rẫy nó mọc cũng rất là nhiều luôn. Các bạn nhìn kỹ thì lá của cây cối xay nó hình trái tim nha các bạn. Hình trái tim và nó khá giống với lá bông. Nhưng mà nó là không phải cây bông nha các bạn. Do nó cùng họ với cây bông ấy, cho nên là các bạn nhìn xa các bạn nhìn sẽ thấy là nó hơi giống với cây bông. Cây cối xay thì nó khá dẻo nha các bạn. Và thông thường á, nó sẽ cao tầm khoảng là 1m đến 1,5m nha các bạn. Thì cái cây mà mình đang quay cho các bạn xem đây á, cây này thì nó cao tầm khoảng là 1m á các bạn. Về công dụng trị bệnh thì cây cối xay á, sau khi mà các bạn thu hái về xong á, thì các bạn sẽ đem đi rửa sạch nha. Rửa sạch xong rồi sẽ cắt thành từng khúc ngắn. Thì các bạn cắt ngắn khoảng bằng lóng tay vậy. Sau đó thì mình sẽ đem đi sấy khô và để dùng dần. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng tươi nữa. Các bạn có thể dùng cây cối xay tươi này để mà sắc lấy thuốc uống nha. Còn theo đông y á, thì cây cối xay nó sẽ có vị ngọt này. Vị ngọt, tính bình. Và các bộ phận của nó như là rễ này, rễ, thân, lá đều có thể được dùng làm thuốc nha các bạn. Thì các bạn cũng có thể dùng tươi này, hoặc là cũng có thể dùng khô được nha.
cái lá tươi của cây cối xay á, khi mà các bạn hái về xong á, các bạn sẽ rửa sạch nha, rửa sạch xong sau đó là đem đi giã nát và đắp lên, đắp ở ngoài da, đắp lên những cái chỗ mà nó bị mụn nhọt á, thì nó sẽ chữa mụn nhọt rất là hay luôn. Ngoài ra thì trong đông y cũng dùng cây cối xay để chữa một số bệnh như là thanh nhiệt nè các bạn, thanh nhiệt nè, giải độc nè, lợi tiểu hoặc là quạt huyết, lông đờm và nhiều bệnh khác cũng rất là hiệu quả luôn các bạn nha. Có một công dụng rất là đặc biệt của cây cối xay đó là chữa sỏi thận các bạn. Thì do cây cối xay là nó có tác dụng như là lợi tiểu này, rồi làm tăng số lượng nước tiểu, cho nên là những trường hợp như là sỏi thận mà viên sỏi nó còn nhỏ các bạn, viên sỏi nó nhỏ, kích thước nó chưa lớn á, hoặc là chưa gây biến chứng như là tiểu ra máu này hay là nhiễm trùng tiểu, thì các bạn cũng có thể dùng cái cây cối xay này để trị cũng rất là hay luôn nha. Ngoài ra thì cây cối xay cũng được dùng để hỗ trợ điều trị một số bệnh như là tiểu buốt này các bạn, tiểu buốt này, tiểu rắt, hoặc là chữa ù tai, cải thiện thính lực, thanh nhiệt, tiêu viêm và nhiều chứng bệnh khác nữa nha. Thì mình xin chia sẻ một số bài thuốc kinh nghiệm dân gian dùng để chữa bệnh từ cây cối xay, các bạn có thể tham khảo thêm nha. Đầu tiên thì đó là bài thuốc trị cảm sốt này, đau đầu, do nóng trong người thì các bạn có thể áp dụng theo phương pháp sau nha. Đó là các bạn chuẩn bị là cây cối xay này và cây chỉ thiên thì mỗi vị là 20g, bạc hà là 10g, cam thảo là 5g, gừng tươi thì các bạn lấy khoảng 3 lát nha. Sau đó thì đem đi rửa sạch nha, rửa sạch và sắc với nước để uống trong ngày. Thì các bạn uống liên tục và đều đặn khoảng 3 đến 5 ngày thì các bệnh cảm sốt nè, đau đầu nó sẽ giảm dần nha các bạn. Bài thuốc thứ hai đó là trường hợp mà ù tai các bạn, ù tai nè, đau tai hoặc là giảm thính lực tai á, thì các bạn có thể dùng là khoảng 60g cây cối xay tươi, sau đó thì đem đi rửa sạch và nấu với thịt heo nạc nha. Các bạn có thể nấu canh hoặc là nấu súp để ăn cũng được. Thì các bạn ăn thường xuyên á, nó sẽ giúp cải thiện thính lực này, rồi giảm đau tai và ù tai nha các bạn. Bài thuốc thứ ba đó là dùng cây cối xay để chữa sỏi thận, tức là những cái trường hợp mà sỏi thận mà sỏi nhỏ các bạn, nó chưa gây ra những cái biến chứng như là tiểu máu hoặc là nhiễm trùng tiểu á, thì các bạn có thể dùng phương pháp này nha. Đó là các bạn sẽ lấy khoảng 40g lá này, hoa và quả của cây cối xay đã phơi khô nha. Sau đó thì đem nấu với 1,5 lít nước. Và cái nước này các bạn sẽ dùng để uống thay nước hàng ngày nha. Lưu ý là mỗi ngày chỉ dùng 1,5 lít thôi nha các bạn, không dùng nhiều hơn nha. Thì các bạn dùng kiên trì và liên tục khoảng 2 tháng thì sẽ thấy những cái triệu chứng như là đau thận này hoặc là sỏi thận nó sẽ cải thiện dần nha. Bài thuốc thứ tư mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó là chữa các triệu chứng mà bí tiểu này, bí tiểu, tiểu buốt, tiểu rắt do trường hợp mà bị thấp nhiệt các bạn. Thì các bạn dùng phối hợp nha, dùng phối hợp với nhiều vị thuốc như là cây cối xay này là 30g, bông mã đề, rễ tranh thì mỗi loại là 20g, rau ngô là 12g, cỏ mằng trầu là 8g, rau má là 12g. Sau đó thì đem tất cả đi rửa sạch và sắc chung với 650ml nước nha các bạn. Thì các bạn sắc sau còn lại khoảng 250ml nước là được nha. Nấu xong thì các bạn chia nước thuốc này thành 2 lần để uống trong ngày nha. Và tốt nhất các bạn nên uống trước bữa ăn nha các bạn. Dùng đều đặn và liên tục khoảng 10 ngày thì các triệu chứng mà tiểu buốt này, tiểu buốt, tiểu rắt nó sẽ giảm dần nha các bạn. Bài thuốc cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là dùng cây cối xay để chữa đau nhức xương khớp. Thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình một số vị thuốc như là cây cối xay khô này và rễ cây sấu hổ thì mỗi loại là 5g, rau muống biển, rễ cỏ xước, lá lạc tiên, lá lốt thì mỗi loại là 3g nha. Sau đó thì các bạn đem tất cả đi rửa sạch và sắc nhỏ ra và phơi khô và dùng cái dược liệu này để mà hãm với nước sôi để uống thay trà hàng ngày. Thì các bạn dùng kiên trì, đều đặn và liên tục khoảng 1 tháng thì các bạn sẽ thấy hiệu quả nha. Những cái triệu chứng mà nó đau nhức xương khớp nó sẽ giảm dần và các bạn sẽ đi lại cũng dễ dàng hơn nữa nha.
Vừa rồi mình đã chia sẻ một số bài thuốc dân gian dùng để chữa bệnh từ cây cối xay, thì nó sẽ còn rất nhiều bài thuốc khác nữa. Bạn nào biết thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới nha, để chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.